Kể từ lâu, con người đã yêu thích sự đa dạng của vật nuôi và hoang dã. Với những nghiên cứu của các nhà khoa học, chúng ta có thể tìm hiểu về nhiều loại động vật khác nhau và học hỏi được cách chúng sinh sống. Trong số những loài động vật này, có một loài chim đặc biệt, sống ở châu Á và được yêu thích bởi sự đa dạng và sắc màu của bộ lông của nó. Loài chim này có tên là gà lôi hồng tía, còn được gọi là gà lôi hồng đỏ, thuộc Chilophura. Nếu bạn đã từng đến châu Á hoặc thậm chí chỉ là thưởng thức những món ăn chế biến từ gà, bạn có thể sẽ đã nghe về loài gà lôi hồng tía. Chúng là một trong những loài chim cư trú phổ biến và được ưa chuộng nhất ở khu vực này. Với bộ lông đa dạng và sặc sỡ, gà lôi hồng tía đã thu hút sự chú ý của những người yêu chim và những người đam mê vẻ đẹp của thiên nhiên. Tuy nhiên, gà lôi hồng tía không chỉ được yêu thích bởi sự đẹp mà còn là một loài chim quan trọng trong văn hóa và lịch sử nhiều quốc gia ở châu Á. Chúng được coi là biểu tượng của sức mạnh và may mắn, vì vậy chúng thường được sử dụng trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt. Ngoài ra, gà lôi hồng tía còn là một nguồn thực phẩm quan trọng cho nhiều dân tộc và được sử dụng trong các món ăn truyền thống. Tuy nhiên, loài chim này đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và mối đe dọa cho sự tồn tại của chúng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về loài gà lôi hồng tía thuộc Chilophura, những đặc điểm độc đáo, môi trường sống và các mối đe dọa mà chúng đang phải đối mặt. Hãy cùng khám phá và tìm hiểu về loài chim thú vị này. Gà lôi hồng tía là một loài gà lôi thuộc Chilophura, một chi động vật trong họ trĩ, Phasinidia. Loài này phân bố ở Việt Nam, Lào, Thái Lan. Tên loài này được đặt tên theo nhà tự nhiên học người Pháp TMS Đắc Diác. Gà lôi hồng tía có kích thước 61-81 cm. Chân và da mặt có màu đỏ. Chim đực có đầu và họng màu đen. Trên đầu có màu lông dài màu xanh ánh thép, phần dưới lưng màu vàng kim, hông và lông bao đuôi màu hạt dẻ, đuôi cong và dài có màu xanh ánh thép, cổ và ngực màu xám, bụng màu đen. Chim cái có đầu, họng và cổ màu nâu xám. Lưng trên và phần dưới cơ thể nâu hung, bụng màu trắng nhạt, phần còn lại của trên cơ thể có vằn rộng đen và trắng phớt nâu. Đây là loài định cư sinh sống ở các khu rừng nguyên sinh, thứ sinh và vùng nương rẫy, nhất là các khu rừng cây họ dầu. Chim trưởng thành bắt đầu sinh sản vào năm thứ ba, mỗi lứa đẻ 5-6 trứng hình bầu dục, một đầu to một đầu nhỏ, vỏ trứng màu hung nhạt hay hơi vàng nhạt, kích thước trứng 48-38 mm. Thức ăn của gà lôi hồng tía là các loại hạt, quả cây trong rừng, ngoài ra còn ăn thêm côn trùng, dung dế. Loài sống thành đôi hoặc đàn 3-5 con, gà ban ngày kiếm ăn ở mặt đất, ban đêm đậu lên cây ngủ. Gà lôi hồng tía đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam 1992-2000, danh lục đỏ UICN 1996-2000, sách đỏ chim châu Á. Hiện nay số lượng cá thể ít đang được bảo vệ tích cực ở nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia, hy vọng số lượng cá thể sẽ được hồi phục nhanh chóng trong tương lai. Trên đây là một số thông tin về gà lôi hồng tía và sự quan trọng của loài chim này. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu thêm về sự đa dạng của động vật trên trái đất chúng ta sống.